Ok các bạn nha, đây là toàn bộ những cái gì có trong cái thùng hàng của chúng ta. Nguyên chip thì có ấm, có điện lên các bạn nhé. Có điện lên CPU. Có điện lên CPU nhưng mà nó có khi lên. Đấy. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PC Gaming. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chủ đề về mua hàng online giá rẻ. Nhưng là hàng online giá rẻ lần này rất là lạ luôn các bạn nha. Đây chính là cái thùng nguyên một dàn PC trong cái thùng này các bạn nhé. Tuy nhiên thì mình lần này mình mua theo kiểu test nhân phẩm các bạn nhé. Có nghĩa là cái dàn PC này của chúng ta hiện tại nó đang chết, không lên, không chạy các bạn nhé. Bạn ấy bảo ở nhà bạn em bật là nó không lên gì cả. Bán nguyên cho mình với giá là 2,5 triệu. Mình cũng thích cái kiểu mà nó không lên như này, mua test cho nó hồi hộp anh em ạ. Đây là test nhân phẩm, biết đâu nó lại chạy được. Cái này là mình mua của bạn nào Duy Lượng ở trên Lào Cai. Thì những cái đơn hàng mà mình mua của những cái bạn cụ thể bạn lẻ như này là toàn những người mà bạn ấy xem trên kênh của mình, bạn ấy bán lại cho mình nên là không có link. Lần nào mà mình mua ở Shopee hay những cái đơn vị khác có link thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn đấy các bạn nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem 2,5 củ cho dàn PC không chạy lo hùng những gì nhá. Ok các bạn nhá, chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó bao gồm những gì. Các bạn này, bên trong này chúng ta thấy có rất là nhiều thứ này. Đầu tiên là một cái hộp. Mình thấy cái hộp này một hộp này bao gồm toàn ốc thôi các bạn ạ. Cái hộp này toàn ốc thôi. Đấy, đủ các loại ốc, chắc là để lắp cây. Tao cất cái hộp này đi nhá. Cái này là một bộ fan các bạn ạ, một bộ fan này. Các bạn nhìn này. Chắc là bạn ấy bạn phải để lâu lắm này. Đất nó két vào này các bạn này. Bụi nó két thành tầng luôn này. Đấy. Một bộ 3 fan của Kumon các bạn nha. Kumon. Đấy, tiếp theo là chúng ta có một con Vega. Con này giao diện à, con này của XFX các bạn nha. XFX à. Tản thì tương đối là nhỏ. Và quạt thì vẫn còn rất là sạch luôn các bạn nhé. Ống tản cũng sạch à. Đấy, ống tản đây cũng sạch này. Ăn một chân nguồn 6 pin này. Đấy, con này mã là gì đấy? Con này không thấy có mã gì ở phía sau cả các bạn ạ. Chống trơn luôn. Có cái tem gì ở đây bị bóc rồi này. Có chữ Trung Quốc ở đây này. Mặt này của chúng ta thì còn tương đối là ổn, hơi dăm dăm sức sức một tí, hơi kiểu gì một tí thôi các bạn nhá. Có lip delay port HDMI và DVI này. Cái vỉ mạch phía sau này mình nhìn thấy thì còn tương đối là đẹp các bạn ạ. Đấy, chưa thấy có dấu hiệu gì của vết hàn cả. Cái tem này thì tháo rồi này, cái tem này thì tháo rồi cả các bạn ạ. Không biết tháo ra làm gì, vệ sinh hay làm gì. Ở đây cũng không nhìn thấy mã là con Vega gì luôn các bạn, chỉ biết là một con XFX thôi. Ở này cũng có cái tem của Trung Quốc này. Nói chung lại là chúng ta sẽ có một con Vega XFX, không biết là mã gì, để sang bên nhá. Có cái tản nước các bạn ạ. Cái tản nước này cũng còn rất là sạch luôn các bạn này. Úi giời ơi, sạch đến mỗi bụi bám đầy luôn. Tản nước của Sigotep các bạn nhá. Chắc là cái đống ốc áp vừa nãy là vừa của cái tản này các bạn ạ. Sigotep 2 fan. Sạch quá các bạn ạ. Thôi, chúng ta sẽ để sang một bên nhá. Một cuộc là nguồn của micro 700W. Nguồn này chắc cũng nguồn Trung Quốc rồi các bạn ạ. Đấy, nguồn này 80 Bluetooth 700W. Ở đây thì vẫn còn cái tem. Nhưng cái tem này là tem của bên bán thôi các bạn ạ. Bên trong này thì còn nhìn còn tương đối là sạch các bạn nhé. Nó không bẩn như cái tản nước Sigotep của lại đâu. Nói chung là tạm được. Cạc wifi các bạn ạ. Cạc wifi rời 3 dâu. Nhưng mà không có cái tên gì ở đây cả. Không có mã miết gì ở đây các bạn. Chỉ có mỗi một cái cạc thôi. Đấy, cái vỉ đen đen này mình không biết là có phải hàng ngoài không. Mặt sau không có gì các bạn nha. Anten wifi. Cái này chắc wifi 6 thì tốt các bạn. Đấy. Chúng ta có hai thanh RAM của T-Fox các bạn nha. Hai thanh RAM T-Fox Delta R. Hai thanh này là 8GB một thanh. Bớt 3.000 các bạn nhé. Bớt 3.000 này của Delta T-Fox cặp màu đen. Đấy. Chúng ta sẽ đến với nhân vật cuối cùng là chiếc main MSI B450M Mostar Max. Đấy, bị xước ở đây các bạn này. Này chắc là do vận chuyển hoặc là do bạn nên nắp rác kiểu gì nó cọ lên nó xước mất cái tản nhiệt này các bạn nhá. Mặt đằng sau của chúng ta này các bạn này. Mặt đằng sau nhìn khá là đẹp này. Đấy, vẫn còn rất là sạch các bạn nhá. Vỉ đây.
Cái này là tem của bên Mai Hoàng này các bạn này. Hàng chính hãng bên Mai Hoàng. Mua năm 2019 các bạn. Mua 2019 tức là hết bảo hành rồi các bạn nhé. Mua 2019 là hết bảo hành rồi. Đấy. Nói chung là về phần hình thức phía ngoài là mình nhìn thấy con mạch, con main này còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Tương đối là ổn. Con này là con R5 3600 các bạn nhé. Ryzen 5 3600 của AMD. 3600 rồi, mình mở xem nào. Chân nó đây này các bạn này. Mình nhìn chân ở đây thì còn tương đối là đều và ổn đấy các bạn ạ. Mình nhìn qua qua thôi, nhìn qua cam này nó cũng không rõ lắm. Thôi kệ. Chúng ta cứ nắp và test thử xem sao đã các bạn nha. Ok các bạn nha, đây là toàn bộ những cái gì có trong cái thùng hàng của chúng ta. Nguyên khí. Rồi. Bao gồm một cái nguồn này, một combo main siêu giam, cả hình và một cái tản nước, tất cả là 2,5 triệu và hiện tại nó không lên. Bây giờ chúng ta lắp vào test xem mà nó lỗi ở đâu và liệu nó có lên được ngay không các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Ok đây các bạn nha, mình đã cắm nguyên cái combo của bạn bao gồm cả main chip giam cả nguồn cả quạt wifi này, điện vào rồi đây này các bạn này. Chúng ta sẽ bật thử để xem mà tình trạng nó như nào, liệu nó có sập xoẹt bốc khói gì không nhá. 2, 3 chạy rồi, led rất sáng luôn các bạn kìa, led sáng trưng này kìa, ấy giam led lên rồi, báo led không thấy báo led gì các bạn ạ. Bình thường báo led check phần cứng ở đây này, nhưng đây nó không báo đèn gì luôn các bạn ạ. Tối om luôn, chưa thấy gì các bạn nhá. Đây đấy, cái dãy đèn led này này, dãy đèn led để check phần cứng này này, không báo một cái đèn nào hết, tối thui luôn và giờ vẫn chưa lên này các bạn này. Đấy, không thấy lên gì, led ram thì sáng rồi nhưng led check main thì không thấy gì các bạn nhá. Đấy. Cái này là đúng hiện tượng của bạn rồi đây các bạn này. Đèn led thì sáng cả trên cả, nghĩa là đủ điện cho con Vega rồi, nhưng mà trên này không thấy gì các bạn nhá. Đó. Ý cha cha, đúng tiện trạng của bạn này là nó không chạy rồi. Đó, bây giờ mình sẽ test theo kiểu loại trừ nhá, loại trừ cho nó vui. Đó. Mình sẽ tháo con cạc ra nhá. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ test ra combo main chip và RAM thôi. Cạc tháo này, cạc wifi tháo này, cả con nguồn này vẫn để nhá. Chúng ta sẽ thử lại xem nó như nào nhá. Bật này, 2, 3 sáng rồi này các bạn này, led này, đèn led này, đèn led nó đang sáng ở phần CPU rồi. Đấy, nó chưa nhảy qua RAM các bạn nhá, nó ngắt rồi. À, bình thường nó phải sáng thêm RAM, sáng thêm Vega thì nó mới lên được cơ. Đây nó ngắt rồi, tối đen này. À. Bàn phím vẫn tối đen không thấy gì. Và đây vẫn không thấy sáng gì luôn các bạn nhá. À. Tối mò mò luôn, tối như hàng chị Dậu các bạn nhá. À, không nên thật rồi. Ok đây các bạn nha, mình đã tháo con quạt ra này, thay ram của mình, ram có xe này, cho nó đỡ kén ram này. Chúng ta sẽ test lại phát nữa nha, xem là nó có phải tại ram không. 2, 3 chạy rồi các bạn nha, nó vẫn sáng như thế thôi các bạn này. À, nó sáng một đèn ở trên CPU cái xong nó ngắt, nó không sáng thêm cả bên ram với cả bên Vega, nó ngắt luôn thôi. Chip thì có ấm, có điện lên các bạn nhé, có điện lên CPU nhưng mà nó không sáng cái gì ở đây cả, nó không nhận tiếp theo, nó không nhận RAM, CPU lắm rồi. Như vậy là có điện lên CPU mà không lên được. Mình sẽ thay con CPU của mình vào xem liệu có phải do CPU không các bạn nhé. Con này là con Atom 3000, mình sẽ thay con này vào xem sao nhé. Ok các bạn, mình đã thay con Atom 3000 của mình bằng bỏ con 5600 của bạn ấy ra này. Chúng ta sẽ bật thử để xem là nó chạy như nào các bạn nhé. 2, 3 đèn vẫn đang báo ở CPU nhưng mà ngắt rồi, vẫn chưa thấy sáng lại các bạn, chưa thấy sáng lại. À đấy, sáng lại này, có khi lên đấy, vừa lấy của bạn này nó không sáng lại luôn,
nhưng mà nó vẫn thế thôi. Đấy, lên chạy qua rồi sang Vega rồi này, lên ấy, thấy chưa, lên đấy, vẫn lên bình thường các bạn nhá. Ấy à, thay ram của mình này, thay CPU của mình, lên luôn đấy, sáng rồi, bàn phím sáng trưng này, cắp lóc bật được rồi. Ấy à, như vậy là con 5600 này của bạn nó bốc hơi rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ để chắc ăn nhất thì mình sẽ thay lại cái cặp ram của bạn này vào đây xem sao các bạn nhá. Đấy, ok các bạn nhá, mình đã vứt ram mình ra test hai ram của bạn ở trên CPU của mình để xem nó lên như nào các bạn nhá. Bật đây, 2 3, nhảy luôn, vừa mới lên phát nhảy sang ram ngay các bạn này. Đấy, led ram sáng này, lên không, khả năng cao lên các bạn nhé, vẫn đang ở phần ram này, đang nháy ở ram này, qua phần ram này thì nó mới lên được các bạn nhé. Vừa lấy nó cũng khá là lâu, chúng ta sẽ chờ thêm một tí xem nào. Vẫn đang báo là led ram này, không qua được rồi các bạn ạ. Vẫn báo là ram này, CPU thì nóng rẫy tay rồi. Vừa lấy nó phải lên xong nó tắt, xong nó lên nó tắt, nó hiện tại nó đang đứng ở ram này. Ấy da, lỗi lốt ram. Ấy à, không lên rồi, tối đen như mực rồi. Cắm ram của mình phát lên ngay, hai ông này không thấy gì. Ấy da, bật phím tối đen rồi, không thấy gì luôn. Chúng ta sẽ thử một thanh xem sao các bạn nha. Chúng ta sẽ thử một thanh xem nào. Bật lên nha, bật lại, 2 3. Ấy, nó vừa báo là CPU cái nó nhảy toát cái sang ram, nó đứng luôn đây này. Đấy, kéo ram lỗi thật các bạn, lỗi cả ram với cả CPU rồi. Không động đậy gì các bạn nhá. CPU của mình vừa lấy chạy trên, ui nóng dễ tay rồi, chạy trên chip của mình phát lên ngay, nhưng đây không lên. Ôi giải cặp ram rất đẹp luôn các bạn nhá, nhưng không lên. Đấy, cái này thì bạn ấy đang dùng mà tự dưng nó không lên nữa thì cũng không hẳn là nó kén ram, vì nó kén ram thì nó có thể nó không lên ngay từ đầu cơ, nó phải không lên ngay từ đầu cơ. Đây, nó lên rồi, không lên đây. Đấy, vẫn báo sáng là led ram này, biết các bạn nhìn rõ không? Đấy, led ram này, để mình che đi nhìn cho các bạn dễ, nó đỡ bị ánh này. Đấy, phần đi ram này không lên luôn các bạn nhá, ram cũng xèo này. Ok các bạn nhá, mình đã lắp thêm con Vega vào với combo là ram và CPU của mình, main của bạn đây này. Còn giờ 53600 mình vứt ra ngoài này. Đấy, giờ chúng ta sẽ bật thử để xem là Vega có chạy không các bạn nhá. Bật này, 2 3, chạy. Đấy, sáng rồi. Đấy, nét CPU vừa sáng cái xong ngắt rồi. Chúng ta sẽ chờ xem nó có ngắt lại không. Vừa nãy nó phải nháy mấy cái, đấy nó lại lên lại này. Đấy, xong nó lại ngắt. Đấy, đúng như vừa nãy rồi các bạn nhá. Đấy, lại lên này. Lại ngắt này. Lên này. Lại ngắt này. Có nhảy qua được không? Hai tháng cắm thêm cạc lại đi. Nhảy qua rồi. Lên các bạn này. Đấy, nhảy qua này, và mình đã cắm ram ở khe thứ 2 các bạn nhá. Khe số 2 này giống như vừa nãy này. Sáng lên. Càng hình ngon. Đấy, cái này là báo Vega của mình thôi, báo CPU của mình thôi. AMD Athlon 3000 này, graphic ram 8GB này. Đó, chứng tỏ là hai con ram lỗi với CPU lỗi các bạn nhé. Vì cắm của mình cái cũng cắm ở chân số 2 nhé. Vừa nãy mình cũng cắm chân số 2, đây cắm chân số 2 này lên này. Con Vega này vẫn lên này, và con main này lên, nguồn chạy. Như vậy là chúng ta đã được Vega, main và nguồn. Còn cái tản nước kia thì chắc chắn là nó sẽ chạy thôi. Cái tản nước này, cái tản nước này của chúng ta thì khả năng cao nó sẽ vẫn còn chạy thôi, vì nó là tản thôi, thì cái bơm này chạy được là được các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ phải cắm ổ cứng vào để xem là con Vega này là con gì nữa các bạn nhé. Các bạn chờ một lát đi. Thứ hai con ram mấy cái CPU là dẹo rồi, chúng ta sẽ chờ tí nhá. Ok đây các bạn nhé, nó đang chạy trên CPU với cả ram của mình này. Còn Vega này có vẻ như là chạy ổn này thôi, lòng cũng chỉ quay quả. Chúng ta sẽ xem cấu hình trước nhá. Con này là con Atom 3000 của mình, 2x4 luồng này.
bên B450 mà Mostar này, RAM 8GB của mình à, graphics à, ui giời ơi, ui giời ơi, con RX560 các bạn ạ. À, chúng ta sẽ test một game để xem là con Vega có lỗi gì không nhé, các bạn chờ một lát đi. Chúng ta đang đến với Tomb Raider các bạn nhé, trên em RX560 thôi, chứ còn RAM với cả CPU của mình rồi, main thì nó cũng không góp phần nhiều vào cái việc test hiệu năng game nên là chúng ta không nói đến làm gì cả. Đang hoạt động 100% công suất và nhiệt độ đã lên đến 73 độ rồi. Con này tản nhiệt cũng hơi đuối đuối vì game đầu tiên. Mới game đầu tiên thôi các bạn ạ mà cũng đã 73 độ rồi. Tất nhiên là hoạt động 100% công lực thì nó cũng hơi bị ghê, thì nhưng mà rời mát để ngoài mà đã bảy mấy độ các bạn ạ. Chứng tỏ em này thì cũng bình thường, chưa ngon lắm. Cái này thì nó không đo được điện áp ăn bao nhiêu cả các bạn ạ. Ây da. Nhưng mà với Tomb Raider đang chạy mắc 100% công lực mà con Vega này chưa thấy có lỗi gì, vẫn đang chạy được. Khả năng cao là con Vega này ok các bạn nhé, không bị lỗi các bạn ạ. Đấy. Vậy là chúng ta đã kéo lại được con Vega và cái main. Đấy. Các bạn ngắm lại dàn PC 2,5 củ mua theo kiểu test nhân phẩm, chúng ta sẽ được một con Vega này, một cái nguồn Trung Quốc 700W này. Con này nguồn này thì hơi dở là cái dây cho ổ cứng này chỉ có một dây này thôi các bạn, nhưng mà dây cho Vega này 3 dây, chả biết để làm gì. Hai con RAM này với cả con CPU, con Gen 5 3600 hẹ mất rồi, phí quá các bạn ạ. Đấy. Với cả được thêm một cái tạp nước ở đây nữa các bạn này. Nói chung là cũng bình thường các bạn ạ, không phải lúc nào cũng thơm, chạy hết thì mới thơm các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.